Tương mừng chào đón Giáng sinh hòa chung không khí Noel, shopg.vn giảm giá hàng loạt tài khoản Liên Quân VIP cùng rất nhiều vòng quay thư vật bay nhận ngay quân uy khủng. Truy cập ngay shopg.vn, shop chính chủ của G Thủ, uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shop gcthụ.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Vẫn xin yêu. Anh ơi, nhẹ tay thôi anh ơi. Chị ơi, chị buôn đơn từ từ. Ôi trời ơi, hay thật sự. Ê, anh ơi, nhẹ tay thôi anh ơi, chị buôn đơn từ từ. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây. Không biết là ngày hôm nay của các bạn như thế nào rồi? Mình xin chúc cho tất cả các bạn và gia đình của các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn đó là sức mạnh của mình tiếng Cá Phân Ít, thực hiện yêu cầu của rất là nhiều bạn khán giả để xem Cáo leo danh có còn được bá đạo hay không. Ngoài ra thì hòa chung cái không khí của ngày lễ Giáng sinh, sắp đến Noel rồi thì mình cũng vác vào cái bộ trang phục đó là Phoenix tuần lộc láo lỉnh. Tính ra thì cái bộ trang phục này thì nó rất là hợp với cái bản đồ của Liên Quân, khi mà chúng ta cũng đang trải nghiệm đó là chiến trường mùa đông 4.0 thay đổi về bản đồ. Đã có rất là nhiều quà, đấy, rất là nhiều quà và không khí của Giáng sinh tràn ngập ở cái bản đồ này. Thôi thì mình thấy đường dưới đánh nhau rất là ghê, bản thân của mình thì chưa lên được level 4. Chắc có lẽ là mình sẽ di chuyển dần ra và sau đó chúng ta sẽ núp trong cái bụi nhá. Sau đó là Violet tìm bạn đâu ấy nhỉ? Violet tìm bạn biến về rồi, chúng ta sẽ xử lý Euron. Euron có vẻ nhiều máu. Tạm thời là mình chỉ cấu diệt như vậy thôi chứ còn chưa tiêu diệt được Euron đâu. Khả năng cao là phải chờ cái con rồng ra thì team mình mới ăn các bạn ạ. Ô, đang có tu len này. Cẩn thận nhá Vera ơi. Mình thấy bắt đầu team địch tập trung khá đông ở đây rồi. Dù sao thì cũng cần phải chờ cái con rồng ra, sau đó chúng ta sẽ chén cái con rồng. Khu vực rừng team bạn là không còn cái gì rồi. Vừa xong thấy quy team địch là khu vực đứng trên. Thêm cả Wonder Woman chạy xuống thế này. À không, Wonder Woman lại chạy về lên rồi. Thế này thì ngại ngần gì mà chúng ta không ăn cái con rồng ta. Kể cả Tulen có vào đây, kể cả Violet có vào đây đi chăng nữa thì mình cũng thịt nốt, thịt hết. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ cần phải giữ cái con rồng nhá. Mình không để mất cái con rồng này đâu, mình có tê tái mà. Ok, có rồng rồi. Và bây giờ thì cứ bắn thôi. Một mạng đầu tiên dành cho mình. Bắn tiếp. Nào, thôi thì chơi tạm Violet vậy. Đây là double kill. Ui, thơm liền các bạn ơi. Chưa gì thời điểm đầu game được đôi mạng rồi. Được cả rồng, được cả mạng như thế này tuyệt vời quá. Ngoài ra hỗ trợ cho Vera nhá. Không đến dừng team bạn đâu. À, dừng team bạn này. 2 đánh 1 không trột cũng què lắm bạn ơi. Vera hỗ trợ mình phát nhưng mà mỗi tuần nó đang có Euron bắt làm sao được mình lêu. Mình sẽ bắn tiếp vào Quy, sau đó là hồi luôn cho anh lộ tiếp. Làm sao bắt được mình. Kìa Euron vẫn còn tham à. Thế này thì thịt bạn luôn chứ ngại ngần gì. Mạng thứ 3. Thế là mình được 3 mạng với sự nỗ lực của mình rồi nhá. Nhắc đến vì từng cà Phoenix thì bản thân của mình cũng ùa về rất là nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm của ngày xưa chắc hẳn mình nói qua thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ có những cái kỷ niệm như mình. Ngày xưa các bạn không biết đâu, cái viên đá quý nó vô cùng giá trị. Viên đá quý bao nhiêu người mơ ước và khát khao. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì đá quý chắc là các bạn sở hữu ít thì cũng 1 viên, nhiều thì cũng tầm 3-4 viên rồi đúng không? Ồ, từ từ nhá. Để mình vào mình cướp cái con bồ đỏ phép, sau đó mình sẽ trình bày tiếp cho mọi người. Hello quý ơi, cho mình xin ăn nhanh dã man luôn. Rồi xong nó lại đẩy mình vào tường. Thế này thì đánh đấm cái gì? Kìa, để mình lộn qua tường mình hỗ trợ cho Ari một phát. Xin mạng hỗ trợ, thế là có mạng hỗ trợ rồi. Hiện tại thì Ari không còn quá nhiều máu, bàn về đi. Mình tầm này là chỉ muốn ăn cái con rơi quỷ thôi, chứ mình cũng không muốn đẩy trụ đâu. Bởi vì thời điểm đầu đẩy trụ thì nó rất là lâu. Giúp cho Ari ăn nhá. Xong rồi bạn về đi Ari ạ, bạn còn yếu máu đấy. Mình là mình không lo được cho bạn nữa đâu. Để cho mình vào rừng mình farm tiếp nha. Thấy là team địch bắt đầu. Ủa, team địch có vẻ hơi bị đông rồi đấy. Trời ơi, quay đi quay lại Ari chết sừ nó rồi. Cứ dí vào run phát. Nhưng mà đang có quy. Ủa, có cả Wonder Woman. Chịu đấy. Khả năng cao là mình sẽ cố gắng ở lại để có thể dọn lính thật là nhanh, chứ không là team bạn lấy cái trụ này. Mình đang lo là team bạn ăn cái con Seiza. Biết ngay mà team bạn bắt đầu kéo nhau ăn Seiza rồi. Mình thì mình không thể cướp được Seiza đâu. Lui đi Vera để cho mình farm một xíu. Mà team bạn ấy như này muốn vào đây à? Trời ơi, vào đây là một sai lầm rồi nhá. Không thể để cho lộng hành được như thế này. Hỗ trợ mình để mình thịt quy phát. Cứ thế mà bắn tôi. Mỗi tuần team nó đông quá. Trời ơi, team nó đông. Tôi chết rồi, gặp Tulen rồi. Ê, anh ơi, nhẹ tay thôi anh ơi. Chị ơi, chị Wonder từ từ. Ui trời ơi, hay thật sự. Mình phải công nhận là một pha highlight của Wonder ấy. Bạn ấy sử dụng cái sợi dây thừng sự thật, sau đó lôi mình về. Công nhận là pha xử lý rất là hay. Mình cũng tâm phục khẩu phục rồi. Ngày xưa để mà nói cá phân ít, để mà sở hữu được vị tướng này thì các bạn cần phải có được viên đá quý nhá. Ngày xưa cái viên đá quý nó vô cùng giá trị luôn. Và sở hữu được cái viên đá quý đổi ra với tướng cá phân ít thì lúc đấy các bạn leo danh auto thắng. Mày đừng có bốc khoét. Cái đợt đấy viên đá quý nó trị giá lắm. Không như bây giờ, viên đá quý mất giá. Mình cũng đã nói rồi, ít thì các bạn cũng sở hữu 1 viên, nhiều thì kiểu gì cũng tầm 3-4 viên. Mà chả có cơ hội để có thể đổi được các vị tướng đâu. Bây giờ thì đá quý mãi mà chưa cập nhật cái shop đá quý để có thể là thêm trang phục mới và cái gì vào. Mình cũng cảm thấy rất là buồn. Chứ ngày xưa có đá quý là cực kỳ vui luôn đấy. Và mình sẽ chén luôn là Euron nhá. Euron lên cao như thế này thì chén luôn nhưng ngại ngần gì. Châu thì ủi, thêm cả quy à. Hỗ trợ mình cái đuôi 2 đánh 2 mà lo cái gì đâu. Mình là mình cứ lả lướt, mình cứ bắn thôi. Bắn mà quy nó trâu thế. Không sao, có Vera hay quá. Quy trâu thật sự ấy. Lộn tiếp chiêu 2. Chết tôi rồi, gặp Violet rồi. Ủi toàn. Mình lộn cái chiêu 2 kiểu gì và vào đúng cái nòng súng của Violet đang trồng cái chiêu cuối ra. Kidu thì đang kêu tại vì sao lại yếu đến vậy. Thật ra thì đâu phải yếu đâu, mà là do quỷ nó khỏe quá đấy. Mình giới thiệu qua về build đồ dành cho vị tướng cá Phoenix nha. Nếu như các bạn chơi vị tướng cáo thì các bạn sẽ cần biết vị tướng này cần những gì. Đầu tiên là cần tốc đánh rồi chí mạng, cần xuyên giáp đúng không? Vậy nên là mình sẽ lựa chọn cho vị tướng này những cái trang bị mang về những cái chỉ số như thế. Ví dụ trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là cùng bao tố lấy tốc đánh để trang bị đi rừng. Ngoài ra sẽ là giày du mục tốc đánh này, rồi đến thanh kiếm lấy chí mạng này, kiếm Muramasa lấy xuyên giáp này, và cung tà ma để tạo được ra những cái pha highlight bất ngờ. Trang bị cuối cùng đó là giáp hậu bệnh nhá. Đấy là về build đồ. Bây giờ mình sẽ tiếp cận luôn Wonder Woman, hỗ trợ cho Ari. Thôi bạn ơi, để cho mình thịt Wonder cho. Chén Wonder một cái. Ok, và sau đó là mình cần nốt kể cả Euron đi chăng nữa. Cho mình xin mạng thứ 2 cái nào bạn ơi, chạy làm sao được. Kể cả có Tulen thì mình cũng phải thịt được đã. Lên bạn điểm sơ, ui đông thế. Thôi, may ghê các bạn ạ. Tí nữa thì mình chết, còn đúng siêu máu đây này. Hên quá thôi mình về đây. Chứ không phát đấy mình chết nữa thì đúng là trận này mình chết hơi bị nhiều. Ô kìa. Team bạn không có ai tử trụ, thế là team mình. Ô kìa, team mình lấy được cái trụ đường dưới team địch rồi. Lấy hẳn được đường lính siêu cấp luôn. Xịn thật sự. Để mà nói là bây giờ đâm thẳng xuyên thủng lấy được đường lý siêu cấp vào thời điểm phút thứ 8 như thế này là rất là bất ngờ đấy. Rất hiếm có những trận đấu như thế này. Sau đó bây giờ chúng ta xử lý tiếp này. Quy chết này. Tiếp tục nha. Úi ôi, được đôi mạng double kill rồi. Tìm bạn hơi đông thì kệ đi. Mình chén nốt Ron phát nào. Cứ thế mà bắn thôi. Không được triple kill rồi. Bởi vì việc xong là đam của Zone nó to quá. Tranh thủ ăn thật là nhanh cái con rồng như thế này nhá. Sau đó tiếp tục mình sẽ đi hỗ trợ đồng đội luôn. À, các bạn đang xem clip của mình thì hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian ra cho mình xin một nút like được không? Để giúp clip của mình được thêm nhiều tương tác, nhiều like hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình nha. Valet nè. Đấy, thế là mình có mực mạng hỗ trợ. Tầm này thì các bạn thấy giao tranh rất nhiều. Được cái là giao tranh nào team mình cũng có điểm lợi luôn. Team mình đều ăn được nhiều mạng luôn. Đấy, dẫn tới một điều hiện tại team bạn đang bị thua thiệt rồi đấy. Tiếp tục này. Quy thì cũng chắc chắn chết, chạy được. Ôi, Quy ơi. Trời ơi, Quy chạy được rồi. Thôi thì bắn tạo Euron vậy nhá. Cứ bắn thôi, kíp nổ. Sau đó chiêu 2 của mình lại hồi. Tiếp tục là bắn tiếp. Và sau đó là Euron chế tiếp. Các bạn lưu ý giúp mình chiêu 2 của vị tướng cá Phoenix này có thể sử dụng được 2 lần. Nhưng mà các bạn cần phải hiểu qua về cơ chế để có thể sử dụng được 2 lần. Trước tiên các bạn gắn kíp nổ trước, các bạn bắn tầm 1-2 phát đi. Sau đó các bạn kích hoạt chiêu 2 lăn qua người đối phương và bắn tiếp để cho nó nổ kíp nổ. Sau khi nổ kíp nổ xong thì chiêu 2 của các bạn sẽ hồi. Thì lúc đấy các bạn lại sử dụng được chiêu 2 thêm một lần nữa. Đây là cách để có thể là lả lướt và khiến cho đối phương bị chóng mặt với cái độ cơ động của vị tướng cá Phoenix nha. Lúc đầu anh cảm thấy trận đấu căng thẳng, mà bây giờ thời điểm này team mình ăn đến 20 mạng rồi. Mình không mong muốn kéo dài trận đấu này ra đâu. Nếu mà kéo lâu trận đấu này ra thì team địch rất là khó chịu luôn. Team địch cực kỳ trâu đấy. Nào team ơi, từ từ chờ mình phát nào. Cứ đâm thẳng xuyên thủng thôi. Tầm này cứ xông lên thôi. Bắt được ai thì bắt nha. Có Wonder Woman thì cứ gắn kíp nổ và bắn thôi. Bắn cho nổ kíp nổ luôn. Thế là Wonder chết. Xê ra bạo chúa là cũng lên. Ô cái gì vậy Quy ơi. Này anh em ơi, chén Quy Quy. Mỗi tội là Quy vẫn chạy được kìa. Bây giờ mình cố gắng làm sao lấy được đường lý siêu cấp đi. Cứ bắn cho nát nổ. Mỗi tội không lấy được các bạn ạ. Căn bản là team bạn ra sức dọn lính rất là nhanh. Cố gắng làm sao ép được cái trụ đường giữa là team mình sẽ được 2 đường lý siêu cấp ấy. Euron hổ báo này. Trước tiên là mình sẽ cứ lướt qua người trước đi. Lướt qua người gắn kíp nổ bắn luôn. Ui ôi, 40 vàng thọt thế. Euron chết 10 mạng rồi. Ok, và đây là đường lính siêu cấp thứ 2. Không tin nổi luôn các bạn ạ. Thịt luôn Quy, phát Quy ơi. Về làm sao được. Mạng này là của mình, kích quạt chiêu cuối ném thẳng ra. Đó, chết ngay. Không thể tin nổi, vừa sau mình check qua Euron chết 10 mạng luôn đấy các bạn ạ. Ok, khả năng cao kết thúc được trận đấu tại đây. Chứ team bạn làm sao mà thắng được nữa. Ép như thế này rồi. Ép lên bờ xuống ruộng rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye mọi người, bye bye.